Vậy là sắp vụ trí đỉnh cao nhất Sài Gòn. Hi máy cốt, chào mừng các bạn quay lại với channel của Vũ Trí. Đây là Phong, học sinh lớp 6. Ngoài chăm học, Phong còn có đam mê với đồ ăn, vì vậy Phong có thân hình hơi mũm mĩm đáng yêu hơn so với các bạn cùng tuổi. Phong rất thích chăm chút cho mái tóc của mình, vì nó khiến Phong cảm thấy tự tin hơn trong mọi tình huống. Hôm nay Phong sẽ giới thiệu kiểu tóc hách cân nặng cho học sinh béo tròn mũm mĩm mà Phong tâm đắc nhất. Trước đó Phong cùng các bạn và các anh khóa trên sau giờ học, mọi người dự định chiều nay sẽ đi đá bóng. Nhưng vẫn còn sớm, các bạn rủ Phong cùng đi tút lại tóc tai. Có anh khóa trên tư vấn cho Phong kiểu tóc mà bạn gái nào nhìn vào cũng phải trầm trồ. Cả bọn quyết định rủ nhau vào Vũ Trí làm quả đầu thiệt bén trước trận đấu chiều nay. Phong vào ghế rồi, còn cậu bạn ăn cắt đầu đinh rồi. Mấy ông bạn thì ngồi chờ coi vui ghê không. Giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng một số bàn tay của mấy chàng trai Vũ Trí. Ủa, anh dai kia dắt Phong đi đâu vậy? À, ra là đi uống tóc. Uống thế này nhé. Ok không? Rồi ngã người thôi. Chị gái xinh đẹp đã vào việc chiên ngôi tóc và bồi quấn cho Phong. Giờ thì ụp cái nồi cơm điện lên nữa là xong. Bạn Phong vẫn đang cắt kìa. Tò mò quá, không biết cắt kiểu gì mà còn tóc ở dưới cổ. Còn cậu này vẫn đang được tư vấn. Qua tiếp cậu này thì đang cạo mặt rồi. À, lại là Phong, nằm xuống đây chị xả tóc cho. Sấy tóc cho khô nhanh là ra kiểu ngay nha. Anh thợ bảo lắc lắc thử xem tóc có hư không nè. Ghê không? Cắt xong rồi thì uống. Đẹp trai rồi thì ra trận. Phong lại dắt em trai đến xem Phong đá bóng nè. Tóc đẹp đó Phong, cho sờ miễn lấy hình coi. Mấy cha này kỳ ghê. Sút, không bay luôn, thấy ghê không? Phong đỡ được bóng rồi, âu tóc vẫn rất bồng bềnh, không hề xẹp. Ngưỡng mộ quá đi. Đỡ cái nữa nè, ngầu dữ vậy trời. Thôi chơi như đó được rồi, Phong về ngủ để qua cảnh khác đây. Đây chắc chắn là kiểu tóc phù hợp cho học sinh cấp 2 rồi. Vì sao ư? Vì Phong đang tự tay có thể chỉnh tóc khi ngủ dậy kìa. Tóc uống đã vào nếp, gọn gàng thoải mái cho các bạn nhỏ đi học và chơi thể thao. Cảm ơn máy cốt đã xem hết clip nha. Bye bye.